Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 1 đến câu 17. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Giuđa và các anh em ông này. Giuđa ăn ở với Tamar sinh Peres và Zerah, Peres sinh Chesron, Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriza sinh Salomon, Salomon sinh Rehabam, Rehabam sinh Avia, Avia sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Santien, Santien sinh Jerubbaven, Jerubbaven sinh Abihud, Abihud sinh Enzakim, Enzakim sinh Ador, Ador sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Matan, Matan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Hôm nay Noel đã gần kề, để chuẩn bị cách trực tiếp ngày lễ đó, giáo hội tổ chức một tuần bát nhật, 8 ngày như 8 bước dẫn chúng ta đến máng cỏ hang Bethlehem ngày 25 tháng 12. Khởi sự tuần bát nhật là trang đầu của tin mừng Thánh Matthew, gia phả Đức Giêsu Kitô theo văn mạch của bản văn Hy Lạp có thể dịch là sách khởi nguyên của Đức Giêsu Kitô. Đó như một cuộc tạo thành mới được khởi sự, một cuốn thánh kinh mới được mở ra cho trang đầu tiên. Thánh Phaolô sẽ nói rằng Đức Giêsu là Adam mới. Thực vậy, nhờ người một nhân loại mới đang thành hình. Người ta có thể dám nói rằng đó là một loại người mới đang bắt đầu. Một bản văn dài ghi các tên gọi nhiều vị nổi danh, họ đã nắm giữ một chỗ đứng trong lịch sử Israel. Đó là một kiểu ngược dòng lịch sử của nhân loại. Đức Giêsu không phải là kết quả của một sự ngẫu nhiên từ đâu rớt xuống mà người ta không biết. Người có cội nguồn trong dòng dõi các bậc tiên tổ cụ thể. Như thế, người là một con người thực sự, chia sẻ hoàn toàn thân phận con người với những giới hạn và đặc thù của nó. Hàng ngàn người nam nữ, hàng ngàn cha mẹ đã sinh ra, đã khẩn thiết ngóng đợi để một ngày nào đó hoa quả tuyệt vời của nhân loại chín mùi. Đó là một nhân loại phát sinh trong Đức Giêsu. Tuy nhiên, nó cần được liên tục nối tiếp với tất cả những gì còn lại của nhân loại. Chúa muốn hỏi tôi, phần tôi, cội nguồn của tôi là gì? Tôi cần phải tiếp tục điều gì nữa? Tôi phải sinh mới điều gì? Tamar, Rahab, Ruth, bà vợ của Uriza, thật là ngạc nhiên khi thấy tên bốn người đàn bà trong bản gia phả trên, mà bản gia phả chủ yếu đề cao phái nam.
Điều đó càng trở nên lúng túng khó hiểu khi nhận ra những người phụ nữ đó là ai. Đó không phải là những người phụ nữ sáng giá về đạo đức. Ngược lại, họ là những người thuộc loại bất thường đáng trách. Tama nhờ mưu mô đã có con với bố chồng. Đó là thời kỳ đen tối. Rahab là một kỹ nữ thành Jericho. Ruth, một người bà quá thuộc vùng đất dân ngoại. Cuối cùng là Bathsheba, vợ của Uriah, người đàn bà ngoại tình của vua David, là mẹ của Salomon. Rõ ràng Matthew có hậu ý khi chọn những khuôn mặt như thế. Đức Giê-xu đến cứu chuộc con người bằng ơn thánh. Mọi người được kêu gọi đến với ơn cứu độ phổ quát này, tình yêu nhân không và cứu độ. Đó là mục đích thực sự khi thiết lập bản gia phả trên. Ngay từ đầu cần xác quyết, Đức Giê-xu là đấng cứu thế, là đấng mà toàn thể nhân loại ngóng đợi, chính là con vua David.